là con cá mama. Thôi, Hương Hương dành lắm cá, nên chọn con cá. Nói đi. Quay dao mượn dao quay đâu? Dao đánh vảy thôi mà. Ra mua dao đánh vảy này này. Đây này, dao đánh vảy này. À, ngoài chợ bán đây đó. Tiết kiệm thời gian đánh vảy, những cái con cá nào mà nhiều vảy thì nên mua cái con dao này. Rồi. Đấy, để đánh vảy thôi. Đấy, chọn cá thì mình cứ đánh thôi. Chứ bây giờ ngồi mà lấy dao mà đánh vảy nữa, mấy chục tạ cá thì có mà đánh 3-4 ngày đi, không sao. Cá đánh vảy, mua cá về người ta ăn, mấy chục tạ cá. Rồi. Quảng cáo dao đánh vảy thôi chứ hay là quảng cáo cá. Quảng cáo dao đánh vảy, dành cách đánh vảy cho những chị ăn chị ít. Đây này. Chưa kịp đánh vảy rồi. Để con cá như này. Đây. Bỏ dao vào đánh thôi. Đánh chỗ nào mà có vảy thì cứ đưa dao vào cà thôi, giống như mình có cái bàn chải đấy nè. Chồng tắm thì ghét rồi. Đúng rồi. Ghét cho chồng. Giống như là mình chỗ nào có vảy thì mình đưa dao vào mình cọ thôi. Đấy, giống như cái bàn chải thôi mà. Chỗ nào bẩn thì cọ. Thế thôi. Ở đây có chỗ nào có vảy thì ta đánh. Đấy. Rồi. Qua quá trình xong đánh vảy xong nó cắt đâu. Đầu này. Rồi rửa sạch đi rồi. Bỏ kho thôi bạn. Hả? Bỏ kho. Nè, bỏ kho trời. Đang hướng dẫn người ta cách làm cá phi lê việc tính sau. Này, đánh vảy xong rồi bắt đầu cắt sạch. Rồi rửa sạch. Cắt vây, cắt đầu. Xong rồi lấy cạnh kéo móc ruột ra. Cắt vây nè. À đấy. Rồi cắt đầu này. Đầu nè. Cắt đuôi chị, để nguyên đuôi bằng. Đuôi để phi lê thì phải để đuôi. Đấy, móc ruột ra, chua cái mũi kéo vào. Lôi ruột ra. Đơn giản này. Đấy. Đơn giản đối với những cái người mà người ta làm quen. Còn những cái người mà chưa làm bao giờ cũng cầm con cá không mà giật cả ngày. Đấy, như này. Xong rồi rửa sạch. Thích ăn ăn khô thì khô tiêu ớt, tí đường, tí dầu, không khô khô lên, không chua lên đĩa, xong rồi chua đôi đũa nữa cho vào mồm. Dùng từ điều, dùng từ phổ thông là cho vào miệng. À, cho vào miệng, quên, không cho vào mồm. Trường lắc cái gì đây?